Bốn bóng hồng từng đi qua cuộc đời Quý Bình, từng yêu Minh Hằng, giờ làm chồng nữ đại gia bất động sản. Ở tuổi gần 40, Quý Bình đã hoàn thành hai mục tiêu lớn trong cuộc đời, đó là sự nghiệp ổn định, kinh tế vững chắc và kết hôn với người bạn đồng điệu về cảm xúc, am hiểu về nghệ thuật. Trước khi yên bề gia thất, Quý Bình từng có tình trường sóng gió. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua bốn bóng hồng từng đi qua cuộc đời Quý Bình nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Lê Phương, mối tình sâu đậm từ thời sinh viên, tái hợp rồi chia tay vẫn làm tri kỷ. Quý Bình và Lê Phương biết rồi yêu nhau từ khi cả hai còn là sinh viên, mối tình này kéo dài 8 năm rồi kết thúc. Hậu đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương từng tái hợp tình cảm với bạn trai năm xưa. Trong khoảng thời gian ấy, Quý Bình vô cùng yêu thương con riêng của cô, điều này khiến khán giả ngưỡng mộ, mong chờ một cái kết đẹp của cặp đôi. Tuy nhiên vào giữa năm 2016, Lê Phương chính thức thông báo đã chia tay Quý Bình sau một thời gian tái hợp. Trải lòng sau cuộc tình trắc trở với Lê Phương, Quý Bình cho biết mình có quen vài người mới nhưng không đi đến đâu. Tuy có duyên gặp gỡ, yêu nhau nhưng duyên đó chưa đủ lớn để cùng nhau bước tiếp. Nói về mối quan hệ với Lê Phương, anh khẳng định, quan hệ của chúng tôi hiện giờ nó vượt trên mức bạn bè bình thường, là tri âm tri kỷ, mà nói một cách văn hoa, chỉ có thể yêu trên phim chứ ngoài đời thì không. Sau này, Quý Bình chính là ông mai cho Lê Phương và người chồng hiện tại là Trung Kiên. Anh cũng có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với ông xã của người yêu cũ. Tình cảm là duyên số, tôi mừng khi Phương tìm được hạnh phúc mới. Giữa chúng tôi không có bất cứ hiểu lầm, ghen tị gì. Tình cảm của chúng tôi là ký ức đẹp đã qua từ lâu, anh bộc bạch. Minh Hằng nghi vấn phim giả tình thật vì công khai hôn nhau trước báo giới. Năm 2016, Quý Bình và Minh Hằng đóng cặp trong phim điện ảnh Bao giờ có yêu nhau. Trong dự án này, cả hai có nhiều cảnh nóng táo bạo, khác hẳn với nhiều bộ phim trước đó mà họ từng tham gia. Tại buổi ra mắt phim, Quý Bình đã đích thân chuẩn bị hoa mang đến tặng giọng ca Sắc Môi Em Hồng. Hơn thế nữa, anh còn tái hiện cảnh tỏ tình trong phim và hôn môi Minh Hằng say đắm trước sự chứng kiến của giới truyền thông. Do quá nhập tâm vào nhân vật, cặp đôi khiến mọi người ngỡ ngàng và tin đồn phim giả tình thật cũng từ đây lan truyền. Nhận xét về bạn diễn xinh đẹp, nam diễn viên 8X nói, Minh Hằng cũng có nhiều tính cách mà tôi quý mến. Trước nay tôi vẫn nghĩ cô ấy là người hóm hỉnh, xì tin, năng động. Không ngờ khi tiếp xúc mới phát hiện ra nhiều điều hay từ Minh Hằng. Cô ấy là người tâm lý sâu sắc, nữ tính. Vì thường xuyên xuất hiện cùng Minh Hằng trong khoảng thời gian này, dư luận rộ lên tin đồn Quý Bình bỏ rơi Lê Phương do có người thứ ba. Đối diện với thông tin trên, nam diễn viên lên tiếng phủ nhận. Hoàn toàn không có chuyện đó, tôi không muốn Minh Hằng bị oan ức về chuyện này. Trong các buổi giới thiệu phim, tôi cầu hôn, hôn cô ấy thực ra chỉ là cách tái hiện nhân vật chứ không phải tình cảm ngoài đời. Chúng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp tốt. Tôi và Lê Phương cũng đã chia tay từ trước đó. Ngoài ra, Quý Bình cũng thẳng thắn chia sẻ về nghi vấn yêu Minh Hằng sau khi kết hợp quá ăn ý trên màn ảnh rộng. Tôi xin khẳng định một điều, đến giờ phút này tôi đã dành một tình yêu rất lớn cho Minh Hằng. Tình yêu này xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ sau những tháng ngày chứng kiến những trải nghiệm của nhau trong mỗi nhân vật. Đây là tình yêu của một người đồng nghiệp dành cho đồng nghiệp, một sự chân quý chứ không phải tình yêu nam nữ. Lâm Khánh Chi, mối tình đơn phương từ nữ hoàng chuyển giới. Vào cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi từng úp mở việc mời người yêu cũ đến dự tiệc cưới của mình nhưng không tiết lộ danh tính. Trùng hợp thay, trong ngày trọng đại của nữ ca sĩ, Quý Bình đã cùng cô song ca bài hát Em đi lấy chồng em có vui không? Sự kết hợp ăn ý và ngọt ngào này khiến nhiều người đặt nghi vấn Quý Bình chính là bạn trai cũ mà Lâm Khánh Chi từng đề cập trước đó. Bên cạnh việc nhìn nhau đầy tình tứ khi song ca, người đẹp chuyển giới còn cho hay nam diễn viên đã bật khóc khi hát trong lễ cưới của mình. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, ban đầu cô không có ấn tượng gì với nam diễn viên, thế nhưng sau đó cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại và bắt đầu cảm mến nhau hơn. Ở thời điểm mới quen, cặp đôi không muốn công khai vì còn quá mới. Lâm Khánh Chi cũng cho biết Quý Bình và cô hẹn hò được nửa năm thì chia tay và vẫn là bạn tốt. Hai năm về trước, tôi có tình cảm với anh Quý Bình nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp. Tôi xin khép lại tình cảm này. Hiện tại anh Quý Bình cũng đã có người yêu, tôi cũng đã hạnh phúc. Chồng của tôi hiểu tôi và anh Bình là tri kỷ. Chồng tôi rất quý anh Bình và ngược lại, Lâm Khánh Chi từng thừa nhận. Trái ngược với những thông tin từ phía Lâm Khánh Chi, Quý Bình đã lên tiếng phủ nhận việc từng yêu nữ hoàng chuyển giới. Cụ thể, anh cho biết, tôi nghĩ mọi người đang nghĩ quá về chuyện này. Mọi thứ chỉ xuất phát từ MV mà tôi thực hiện chung với Lâm Khánh Chi, quay cùng cô ấy làm kỷ niệm trong ngày cưới. Mọi người cứ đồn thổi tôi là tình cũ của Lâm Khánh Chi nhưng thực sự không phải. Nam diễn viên cho biết anh quý Lâm Khánh Chi từ khi cô chưa chuyển giới. Theo anh, không phải ai cũng can đảm như cô. Anh cảm phục nghị lực, quyết tâm tìm lại chính mình của Lâm Khánh Chi. Về mối quan hệ tình cảm mà nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ,
Nam diễn viên cho rằng mình không thể nào cấm được một người có tình cảm và đem lòng yêu mến mình. Quan trọng nhất, bản thân mỗi người có đủ bản lĩnh để xác định mối quan hệ đó là gì, có thể điều khiển tình cảm, sự quan tâm đó sang một quan hệ khác hay không. Giữa tôi và Lâm Khánh Chi, tôi tin mình đã làm được điều đó, Quý Bình cho hay. Anh còn tiết lộ, Lâm Khánh Chi cảm mến mình rất nhiều. Dù vậy, nam diễn viên đã chuyển mối quan hệ ấy sang tình anh em, tri kỷ. Ngọc Tiền, nữ đại gia bất động sản được bố mẹ hai bên ưng ý tác hợp. Sau cuộc tình chính thức với Lê Phương, Quý Bình không công khai bất kỳ người bạn gái nào khác. Đầu năm 2018, anh bất ngờ khẳng định đã có chủ, nhưng từ chối tiết lộ danh tính nữ chính. Một năm sau, trên trang cá nhân, Quý Bình đăng tải hình ảnh đang nắm tay bạn gái và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Trước sự chú ý của đông đảo khán giả, Quý Bình từ chối nói về việc hẹn hò và lập gia đình vì cảm thấy chưa đúng thời điểm. Một thời gian sau, nam diễn viên đã thoải mái hơn trong việc tiết lộ về chuyện tình cảm. Anh thổ lộ, cô ấy không hoạt động nghệ thuật nhưng rất đồng cảm với nghề diễn đi sớm về khuya của tôi. Bạn gái có gu thẩm mỹ giúp tôi nhiều từ việc chọn bài hát, trang phục. Quen cô ấy, tôi hạnh phúc vì cả hai hợp nhau trong từng suy nghĩ, cách sống. Vào cuối năm 2020, Quý Bình chính thức thông báo sẽ lên xe hoa với bạn gái. Thời điểm đó, đại diện của anh cho biết cặp đôi đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài hẹn hò và được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Sau đó, đám cưới của cặp đôi được tổ chức riêng tư, kín đáo, thắt chặt an ninh tại nơi diễn ra vì muốn có không gian riêng cho hai gia đình. Được biết, bà xã tương lai của Quý Bình là Ngọc Tiền, doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Trong một bài phỏng vấn trên báo đề cập đến việc có người thân yêu là người nổi tiếng, cô cho biết, mỗi người sinh ra đều có sự phân công của xã hội. Nếu được nổi tiếng thì đó là do sự cống hiến, phấn đấu làm việc nghiêm túc. Vì vậy, Ngọc Tiền tự hào khi người thân yêu của mình nổi tiếng. Khi sống cùng người nổi tiếng thì càng phải nỗ lực trong công việc và cách sống để cộng hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn, nữ doanh nhân chia sẻ. Đề cập đến tin đồn được người yêu hậu thuẫn về mặt tài chính để kinh doanh, Quý Bình cho biết, tài chính tôi hoàn toàn độc lập nhờ tích góp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tôi quan niệm mình là đàn ông, vẫn nên là trụ cột. Sáng lập điều gì thì điều tiên quyết người quyết định phải là mình. Quý Bình khẳng định mình độc lập về nguồn vốn và được bạn gái hết lòng động viên tư vấn khi lấn sân sang lĩnh vực mới.